Chào mừng các bạn đã đến với Paper Craft DIY. Hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với câu chuyện thay đổi bản thân của cô bé Sadako nhé. Ôi, Sadako bị các bạn trêu chọc vì ngoại hình bé nhỏ. Ôi không, ba cô gái này lại định làm trò gì đây? Ba cô gái này thật là xấu tính quá đi. Cố lên, đừng buồn nữa nhé, Sadako. Ôi không, lại là ba cô bé xấu xa này. Wow, Sadako đã trở thành một cô học sinh trung học đáng yêu rồi. Ôi, ai đây? Bye bye. Thật không thể tin được, ba cô gái này vẫn tính xấu như ngày nào. Cùng Sadako tập luyện nào. Sadako đã đạt được chiều cao lý tưởng sau những ngày tập luyện chăm chỉ.
Hey! Help me! Hoan hô, sao là cô giỏi quá? Cùng đến với câu chuyện tiếp theo nhé. Chị em Barbie đang chơi cùng nhau. Ôi không, trời nắng nóng làm em bé Barbie khóc rồi. Mau vào nhà tránh nắng thôi. Wow, trên TV đang phát sóng một bãi biển xinh đẹp. Cùng hai cô bé và mẹ đi du lịch biển nào.
đồ bơi thật là dễ thương. Cùng ba mẹ con đi tận hưởng kỳ nghỉ hè nào. Đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị tiếp theo nhé.